Thời gian qua, khách du lịch đến thị xã Sapa giảm mạnh, nhiều nhà hàng khách sạn lượng khách giảm từ 60 đến 70%. Nguyên nhân khiến lượng khách giảm so với cùng kỳ là do thời điểm này năm trước, Sapa đang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa nên được nhiều du khách quan tâm. Ngoài ra, tháng 9, tháng 10 là thời điểm giao mùa nên khách du lịch cũng sẽ thấp hơn các thời điểm khác trong năm. Thị xã Sapa đã lên kế hoạch triển khai các phương án kích cầu, phục hồi du lịch sau thiên tai với nhiều hoạt động sẽ được tổ chức như cung đường di sản văn hóa Dao, lễ hội mùa đông Sapa, lễ hội hoa anh đào, đồi chè Ô Long, lễ hội bản mây. Ban quản lý phát triển du lịch và di tích sẽ phối hợp với Sở Du lịch xây dựng không gian cộng đồng văn hóa năm dân tộc của Sapa, dự kiến tổ chức từ tháng 8, từ mùng 8 đến ngày 10 tháng 11 và nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút khách đến với địa phương.